Thôi mà. Vi ơi. Thôi. Vi ơi Vi. Thôi mà mệt quá. Thôi mà mệt quá vậy. Ra ba nói nghe. Thôi mà. Yeah. Đừng mà. Ba mẹ mày hả? Trời ơi, mày đàn đúng con gái tao, mày bước ra đây. Mày bước ra đây. Mày bỏ con gái tao ra. Mày bỏ con gái tao ra chưa? Ba. Hả? Ba đừng có ngăn cấm tình yêu của tụi con mà. Ngăn cấm cái gì? Ba không cho phép con, hiểu chưa? Ba không nhìn nhận con là con, nhưng mà bác không thể nào không nhìn nhận cháu của bác được. Cháu nào? Bác mớ gì? Cháu nào ở đâu đây? Hả? Dạ. Có nào cháu nào ở đâu đây? Tao có mỗi đứa con gái duy nhất hả? Mắc mớ gì mà tao có đứa cháu nào? Thì... Hả? Hả? Trời đất ơi! Mày cởi áo ra! Cởi áo ra tao coi! Mày che cái gì vậy? Cởi ra! Trời ơi, mở cởi ra mau. Trời ơi, cái bụng nó lấp lấp rồi, chết tôi rồi. Trời ơi, trời ơi, con ơi, là con ơi. Ba ơi, ba tha lỗi cho con đi ba. Ba ơi. Ba tha lỗi cho tụi con đi ba. Trời ơi, tao đã cấm tụi bay rồi, tại sao lại còn như vậy hả? Thôi, nếu vậy thì em ở lại với ba đi. Để anh đi cũng được. Không, không anh ơi, em không thể nào sống thiếu anh được. Nếu anh đi, em sẽ đi với anh. Trời ơi, em không thể nào sống thiếu anh được. Nếu mà anh đi thì em cũng chết đi. Vậy thì còn cha nó ở đây chi? Trời ơi, cha nó sao đi? Không, không, không. Ủa, thì ra là giấc mơ hả? Ủa chú Đức, chú làm gì ngồi thẫn thờ vậy? Tùng, Tùng, chú có cái này muốn nhờ Tùng nè, Tùng giúp chú coi. Chuyện gì chú nói đi, sao? Trời ơi, cái chuyện của con Vi. Bây giờ á, suy nghĩ làm sao đó, tìm cách nào đó mà tách cái thằng nó ra khỏi con Vi giùm cho tôi coi. Khó lắm chú ơi, trời ơi, tuổi trẻ bây giờ nó đã yêu thương nhau rồi thì không có cấm cản được đâu. Có dụ mình khuyên, mình nói khuyên, mình lựa lời mình khuyên. Nếu không không khéo là áp phê ngược á nha. Thì đó, ngược rồi chứ bộ không ngược hả? Trời ơi, con Vi nó... Không, tụi nó nè, mới nãy nằm trên bao. Trời ơi, tôi thấy là nó đi với cái thằng đó mà cái bụng nó tè lè vậy nè. Nó nói là nó không nhìn mặt tôi nữa, nó không muốn sống chung với tôi nữa, nó bỏ tôi. Trời ơi, tôi khóc quá, trời khóc luôn rồi, tôi chung ra đây tôi ngồi đi nè. Khổ ghê. Trời ơi, nằm mơ mà làm con hết hồn theo chú à. Trời ơi. Không sao đâu, tại mình nghĩ cái gì nhiều quá là mình nằm mơ mình thấy nó thôi. Ở đó, cái chuyện đó sự thật nó mới hiện ra chứ. Chú ơi, là con thấy vậy nè chú, cũng được á. Nó lóc chóc vậy chứ tính nó cũng lành. Nói với con Vi coi vậy mà hợp đó nghe. Ở đó mà hợp. Với lại giờ, thời buổi bây giờ mà cấm cản gì nữa hả chú? Vạn sự tùy duyên. Vậy nghe chú, con đi làm nghe. Vạn sự tùy duyên. Bạn ơi. Anh Thắng hả? Ghê quá ta. Gì nó đây? Có quà cho Vi nè. Vi mở ra thử coi. Cái gì? Hết hồn chưa? Đây. Mình nghĩ cái gì nhiều quá là mình nằm mơ mình thấy nó thôi. Ở đó, cái chuyện đó sự thật nó mới hiện ra chứ. Chú ơi, là con thấy vậy nè chú, cũng được á. Nó lóc chóc vậy chứ tính nó cũng lành. Nói với con Vi coi vậy mà hợp đó nghe. Ở đó mà hợp. Với lại giờ, thời buổi bây giờ mà cấm cản gì nữa hả chú? Vạn sự tùy duyên.
Vậy nghe chú, con đi làm nghe. Vạn sự tùy duyên. Tại vì suốt ngày cứ làm ba cái trò này với tôi hoài vậy. Sao em cứ từ chối tình cảm của anh hoài vậy? Không lẽ em có người yêu hả? Phải. Thiệt hả? Ờ. Ai? Đây. Đây là người yêu của tôi. Chú Tùng. À, anh Tùng. Anh Tùng. Có đúng gì không anh Tùng? Hai người quá đáng lắm. Hai người đùa giỡn với tình cảm của tôi hả? Được rồi, ngày mai tôi nghỉ việc. Thắng à, nghe tôi nói nè, thắng lại đi Thắng, con quá đáng lắm luôn. Con đùa giỡn tình cảm của người ta, không thích thì nói với người ta từ đầu đi. Con có đùa giỡn đâu. Không đùa giỡn hả? Vậy tại sao lôi tôi vô? Nói tôi là người yêu hả? Nhìn tôi nè. Dạ. Xích lại đây. Con có ý gì với chú hả? Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Nào mình cùng sẽ chia tiếng cười. Mãi ở bên cha sẽ chẳng rời xa cha con chúng ta phong ba bước qua. Vì nơi đây sẽ chính là nhà. Có tình yêu thương thiết tha và cha sẽ mãi mãi trở về. May mắn sẽ đến bên con. Dù là những đứa con trên trời rơi xuống đáng yêu quá chừng.